Trước khi bắt đầu video, tôi muốn nhắc nhở rằng nội dung video có nhiều tình tiết nhạy cảm. Tất cả những quan điểm đưa ra chỉ mang tính chất tương đối. Bởi vì đối với vấn đề tôn giáo, điều quan trọng nhất là tư tưởng và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi cá nhân chúng ta. Vì thế, bạn hãy chuẩn bị cho bản thân một tinh thần thật thoải mái và hãy để lại lời bình của mình bên dưới video và đừng quên để lại cho kênh một đăng ký nhé. Năm 1987, có một bài báo gây chấn động toàn thế giới rằng một bé gái 12 tuổi đã bị hiếp dâm tập thể bởi các vị lạt ma Tây Tạng. Các nhà sư bị lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới biết rằng đó là một hình thức tu tập của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, được gọi là Pháp Tu Song Thân. Đây là một cảnh giáo cao nhất của bộ môn yoga tối thượng, thông qua sự kết hợp cơ thể giữa nam và nữ, âm và dương để tu hành, đạt đến đỉnh điểm của sự giải thoát, niết bàn. Thậm chí, sau khi bài báo được phát hành, tổng biên tập của tờ báo còn bị cách chức. Vậy pháp tu này có thật sự đem đến cảnh giới tối cao của sự giác ngộ thành Phật, hay đó chỉ là một sự lừa bịp của các lạt ma Tây Tạng để thỏa mãn dục vọng của mình? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu những điều căn bản của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, hay còn gọi là Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa, hay còn gọi là Mật Thừa, cũng như mọi tông phái khác của Phật giáo, đều nhắm đến mục đích đạt đến trọn vẹn Phật tánh để thành Phật. Ngay trong tên gọi của nó đã nói lên điều đó. Kim Cương Thừa là con đường để đạt đến trí tuệ kim cương. Phật tánh như kim cương, bất hoại, không ô nhiễm bởi phiền não sinh tử. Phật tánh ấy thể hiện trong ba thân, pháp thân, báo thân và hóa thân. Kim Cương Thừa cũng là sự tịnh hóa ba nghiệp, thân, khẩu, tâm để trở thành Phật. Khi ba sự tịnh hóa ấy thành tựu, gọi là ba nghiệp tương ưng, tức là ba nghiệp trọn vẹn với Phật tánh. Ở khía cạnh khác, Kim Cương Thừa là sự kết hợp không thể phân chia của trí tuệ, tánh không và đại bi. Đặc điểm của Kim Cương Thừa là những phương pháp tu học huyền bí có tính chất mật truyền. Thường các pháp tu này chỉ được hướng dẫn bằng một vị đạo sư tu hành lâu năm. Nếu như con đường dẫn đến giác ngộ được so sánh với việc leo lên một ngọn núi, thì Phật giáo Nguyên Thủy giống như một người leo bộ, còn Mật Tông giống như một chiếc cáp treo. Điều đó giúp các học viên đạt đến đỉnh cao nhanh hơn bất kỳ con đường nào khác. Sự so sánh này có vẻ hài hước, nhưng nó phù hợp với chúng ta khi nói về những thực hành huyền bí của truyền thống Phật giáo này, nơi những thực hành bí mật có thể giúp hành giả đột phá trên con đường tâm linh của họ. Nói đến Phật giáo Mật Tông, không thể không kể đến một nghi lễ quan trọng, đó là quán đảnh. Quán đảnh hay quang là sự nhập môn để trao truyền, đánh thức trí tuệ mật truyền, đánh thức năng lực nhận biết trong tâm của đệ tử. Tiếp nhật quán đảnh và tuân thủ giới luật là điều kiện tiên quyết rèn luyện Phật giáo Mật Tông. Một người phải qua quán đảnh mới trở thành một tín đồ chính thức của Mật giáo và được truyền dạy các pháp tu bí truyền. Trong Kim Cương Thừa, có một pháp tu gây ra rất nhiều tranh cãi, đó là song thân pháp, hay còn gọi là du giả tối thượng. Đây là một cảnh giới cao nhất của môn yoga. Thông qua sự kết hợp cơ thể giữa nam và nữ, âm và dương để tu hành, đạt đến đỉnh điểm của giải thoát. Phương pháp này chỉ truyền dạy cho một số cực ít những người có trí tuệ tột đỉnh và đã ngộ đạo. Bởi chỉ những người như vậy mới khống chế được dục vọng. Những kẻ phàm phu tục tử chắc lại sinh lòng dâm dục, chưa bước vào tu hành, đã mưa xuân đầm đề, phạm vào tà dâm thì chỉ có thể tự đưa mình xuống địa ngục. Song thân pháp có thể tu theo thể thực và thể hư. Thể thực là trực tiếp giao hợp với người phụ nữ, người này được gọi là mình phì. Còn thể hư là tưởng tượng như mình đang thực hiện với một thiếu nữ cùng tu. Đầu tiên là thể thực. Trong pháp tu này, minh phi là những người phụ nữ được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng, với tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe. Các cô gái phải ở độ tuổi 12 đến 16, nhiều nhất cũng không thể qua 20 tuổi và vẫn còn trinh. Các nam hành giả muốn tu thuật này đều phải thông qua quán đảnh bí mật. Thông thường thì các hành giả phải tự nguyện tìm các minh phi hiến dâng cho sư phụ. Sư phụ sẽ được đưa minh phi vào trong một thần đàn gọi là mandala để giao hợp. Sau khi giao hợp thì lấy ra tinh trùng và máu của chính nữ, gọi đấy là cam lộ,
hoặc xích bạch bồ đề tâm, đưa cam lộ cho đệ tử nuốt vào bụng, như vậy sẽ hoàn thành bí mật quán đảnh. Trong lý thuyết của pháp môn Kalachakra cho rằng, khi cao trào của hành vi giao hợp lên đến đỉnh điểm, thì sự liên kết các kinh mạch sẽ tạm thời buông lỏng, có một luồng gió nhẹ sẽ tuồn vào trung mạch và dừng lại tại đó. Minh điểm xích bạch trong cơ thể cũng sẽ dung hòa thành một. Lúc ấy, người tu hành sẽ cảm thấy một cảnh giới đặc biệt, gọi là đại lạc. Trong trạng thái như vậy, mà tiến hành quán tưởng thiền tu, thì rất dễ thăng hoa nhập hồn vào cảnh giới Samadhi, một cảnh giới về ý thức hệ trong Phật Pháp để chứng ngộ không tính. Một điểm rất khó khắc phục trong tu luyện thuật này là khống chế xuất tinh. Đang vào cảnh giới mà anh lại sinh ra dục vọng là hỏng bét. Lý thuyết Kalachakra chỉ ra, khi ấy thương tổn sẽ rất lớn. Bởi vậy, ngay trong khi nằm mơ cũng tránh để sinh ra dục vọng. Lý thuyết Kalachakra cũng có miêu tả lại các phương pháp khắc phục. Trong đấy, yếu tố không tham dục là quan trọng. Không tham dục, tức không ham cái sự dầm dục. Chỉ cần nghĩ đến dục vọng thì minh điểm sẽ chuyển đến quy đầu của kẻ tu hành và dẫn đến xuất tinh. Bởi vậy, thuật này không phải ai ai đều có thể tu luyện được. Phải là những vị công lực hết sức uyên thâm, vận dụng được đại trí tuệ vô không, từ hữu niệm hướng đến cảnh giới vô niệm, phải sắc sắc không không thì may ra mới khống chế được. Trong dục vọng mà thoát ra được hoàn lạc thì mới thực sự là thoát tục, thoát ra khỏi vòng sống chết. Nói một cách đơn giản, muốn tu thành chính quả, người tu hành phải có một ý chí lực siêu phàm. Tối thiểu, anh ta có thể dùng ý chí lực, hay còn gọi là định lực tập trung, nhìn vào một trái cây trên cành, khiến cho trái cây đó rơi xuống đất, rồi lại dùng định lực, khiến trái cây ấy từ dưới đất hoàn toàn trở lại mọc ở trên cành. Thứ hai là thể hư, hay còn gọi là pháp tu đơn thân. Chủ yếu là khi trước mắt không có minh phi để tu hành, thì có thể dùng pháp quán tưởng ý dâm để đạt được mục đích sinh ra khoái cảm, giống như khi tu xong thân pháp với minh phi. Trong cuốn Hợi Mẫu Thậm Thâm Dẫn Đạo của mình, Liên Hoa Sinh đã khai thị như sau: Lạt Ma Mật Tông nếu như không có minh phi người thật cùng tu, thì tu đại lạc luận tự thân, tức thủ dâm. Bậc du giả sĩ có đủ lực, vì để tăng trưởng trí tuệ vô hậu, cần tu khí mạch minh điểm. Sau khi quán đỉnh như pháp, thì ngồi lên đệm an lạc ở một nơi vắng vẻ, tùy theo dục lạc mà nghĩ đến một vị Phật mẫu, tức là quán tưởng tượng ra một vị minh phi. Đó là để tương hợp với tâm, tu pháp trí tuệ mẫu. Nếu như minh phi mà mình tưởng tượng ra đó đã thật sự xuất hiện trước mắt rồi, thì nghe lời cô ta nói, làm các động tác như ngắm nhìn dung mạo, khám phá cơ thể, hướng đến hư không mà hành. Tất cả đều thực hiện kiểu của quạng và một cô gái vô hình trong hư không ngay trước mắt mình, nhưng tâm thì tưởng tượng ra như thật. Cứ thế đạt đến bất định pháp, khiến cho sinh an lạc, tức là làm cho mình sinh ra cảm xúc dầm lạc, thân sinh nhiệt, ra mồ hôi, truy tiết ra nước. Lúc này nên quan sát rằng cái thể tính đó vốn dĩ là không. Cho dù gặp phải tình huống nguy nan đến sinh mạng, cũng không được để cho tinh dịch xuất ra. Cái ý lạc như thế cần sinh khởi liên tục, từ từ thủ dâm. Cái lạc nếu đã sinh khởi rồi, tức là nếu khoái cảm xuất hiện, thì dùng thượng khí án đè xuống chỗ đó, trung khí làm cho nổi trống bụng, mắt nhìn lên thể mình không, lắc thân dùng mình. Khi cái lạc giảm dần, thì lại thủ dâm. Cứ thế thực hành không gián đoạn 3 lần để tạo ra cực khoái. Cả hai pháp tu trên ngụ ý rằng, các hành giả cứ thế thường trú trong cảm xúc dâm lạc như vậy, khiến cho khoái lạc liên tục xuất hiện mà hưởng thụ nó. Đồng thời phải có nhận thức rằng, cái dâm lạc này bản tính thanh tịnh. Dâm lạc không có hình tướng, không có màu sắc, cho nên là không tính. Tức là vừa hưởng thụ khoái lạc tình dục, vừa quán tưởng coi như nó không phải tính trong Phật Pháp. Pháp này phải chăm chỉ tu hành, không được lười biếng, cho đến khi có thể trụ trong dâm lạc như vậy trong mọi hoàn cảnh, thì tức là đã thành tựu đại lạc ở địa Phật rồi, là đã thành tựu báo thân rồi. Đất nước Bhutan ngày xưa là một điển hình thịnh hành song thân pháp. Các hành giả thời đó bắt gặp được cô gái nào có dung mạo xinh đẹp thì đều ngỏ ý để cô ta trở thành minh phi của mình. Và đa số các cô gái đều hiến thân, bởi xã hội Bhutan bấy giờ là một xã hội mà chính trị và tôn giáo hợp nhất.
Nói đến đây, tôi tin rằng sẽ có nhiều luồng quan điểm khác nhau về pháp tu sóng thân này. Cá nhân tôi cũng không ủng hộ tư tưởng này, bởi chắc chắn sẽ có nhiều người đội lốt nhà tu để lừa nữ giới làm điều vận đục đến đạo đức con người. Nhà văn Cố Tử Văn đã đi bộ sâu vào Tây Tạng 120.000 km trong vòng 4 năm để viếng thăm mẹ Zumba Kimiwa, Đức Phật ở Bhutan. Ở đây, ông được mẹ Kimiwa thuật lại những sự thật kinh hoàng về pháp tu sâu thân của Mật Tông. Đó là câu chuyện về toàn bộ quá trình bà trở thành Minh Phi của Vajra Zumba từ khi 14 tuổi. Cố Tử Văn nói rằng, khi anh ấy gặp Kimiwa Phật lần đầu tiên, cô đội mũ hoa sen, mặc áo dài hở ngực thêu lụa trắng, có một chiếc áo choàng vàng ở bên ngoài, đeo đủ loại trang sức vàng trên người thật chói mắt. Trang phục của cô ấy vừa giống Phật sống, vừa giống một nữ hoàng. Khuôn mặt Phật Kimiwa thật hiền hòa và từ bi. Kimiwa nói rằng vì yoga tối thượng thuộc về kim cương thừa, nên các nhà sư và thiền sinh tham gia thực hành từ gọi mình là King Kong. Khi Kimiwa mới là cô bé 14 tuổi, một học viên tên Varajuba đi qua nhà Kimiwa, ngay lập tức bị vẻ đẹp của cô cuốn hút. Anh ấy muốn Kimiwa làm vợ lẽ của mình. Nên nhớ, vào thời điểm đó, Bhutan thuộc hệ thống nhà nước tôn giáo, các cô gái có thể dùng thân mình để thờ Phật làm thê thiếp, đó là một điều vô cùng vinh dự. Vì vậy, Kimiwa sẵn sàng đồng ý. Lúc đó cô không biết, đó lại là một quyết định khủng khiếp như vậy. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Varajuba sau đó được Kimiwa đến gặp sư phụ của mình, Darupa King Kong. Ông ta sống ở Thimphu, thủ đô của Bhutan. Trong căn phòng bí mật của một ngôi đền, Varajuba dành tặng Kimiwa cho sư phụ Rupa King Kong của mình. Khi đó, Rupa King Kong đã 60 tuổi. Ngài đã thực hiện nghi lễ kim cương liên hoa cho Kimiwa với sự trang nghiêm vô cùng. Đó là một phúc khí của một minh thiếp. Bằng cách này, Kimiwa đã trở thành vợ lẽ của Varajuba. Tiếp đến, Rupa King Kong nắm lấy tay Kimiwa vào một căn phòng có rèm tre, hướng dẫn cô ấy từng bước các thủ tục yoga tối thượng. Lúc này, King Kong không được phép di chuyển. Ông ta cần tập trung trí và niềm vui lớn để trải nghiệm nó. Tất cả các động tác và tư thế phải được thực hiện bởi Minh Phi Kimiwa. Minh Phi được hình dung giống như bức chân dung của Đức Phật Hoan Hỷ. Thế nhưng, mẹ Kimiwa nói rằng, làm một Minh Phi không hề dễ dàng, bởi cô ấy bắt buộc phải thuộc lòng hơn 30 loại chuyển động và tư thế nhịp nhàng. Như đã nói ở trên, sau khi sư phụ hoàn thành thủ tục, cam lộ sẽ được đưa cho đệ tử uống để hoàn thành nghi lễ quan đảnh. Nói đến đây, tôi thật sự không nghĩ rằng đây là bản chất của Phật giáo nữa rồi, nó quá biến chất. Kể từ đó, cô bé Kimiwa trở thành vợ lẽ của Varajuba. Cô có một cái tên đầy đủ là Zuba Kimiwa Phật. Khi đó, Varajuba đã 40 tuổi, trong khi Kimiwa chỉ mới tròn 14. Hầu hết các nhà sư Mật Tông ở tuổi 40 đã tập khí công. Anh ta có một sức khỏe dẻo dai và phải thực hành lâu dài về hạnh phúc và tánh không. Vì thế, cô bé Kimiwa 14 tuổi luôn trong tình trạng kiệt sức. Hầu hết các minh phi đều là những cô gái vị thành niên, luôn trong tình trạng mệt mỏi và đổ mồ hôi sau hàng giờ đồng hồ giao hợp. Làm sao có cảm xúc nào được chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Phật hiện vinh? Chỉ có Zuba sau mỗi lần hoàn thành, anh ta luôn nói rằng anh ta đã thấy chư Phật và Bồ Tát. Chúng ta có thể thấy số phận của Minh Phi thật bất hạnh. Khi Kimiwa 19 tuổi, cô đã sinh được 2 người con. Sau khi Kimiwa sinh được con thứ 2, Zuba tìm thấy một Minh Phi 12 tuổi khác. Kể từ đó, Kimiwa không bao giờ có cơ hội thực hành may mắn kép cùng Zuba nữa. Chỉ trong vòng 5 năm, Varajuba đã thay thế đến 8 vị phối ngẫu. Tuy nhiên, Zuba cũng đã dạy cho Kimiwa các kinh điển của Phật giáo và kiến thức văn hóa. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, ngoài việc dạy dỗ hai con, Kimiwa luôn tìm hiểu và đọc các cuốn sách về văn hóa. Kimiwa học hành rất chăm chỉ. Đến năm cô 35 tuổi, cô đã được cử đến Mumbai để nghiên cứu xã hội học và tiếng Anh. Sau này, hai đứa con của cô được dạy dỗ từ nhỏ cũng đã đến Ấn Độ và Bỉ để học đại học. Cuối cùng, Varajuba có thực sự thành Phật không? Kimiwa nói rằng, Zuba sống đến 64 tuổi. Ông ta bị đột tử khi đang truyền đạo ở Bombay. Kimiwa nói thêm, cuộc sống của tôi như một người mẹ Phật giáo. Lúc đầu,
Tôi nghĩ đó là một sự cống hiến vị tha. Mãi sau này tôi mới biết rằng mình bị bạo hành như một nô lệ. Do được giáo dục trong môi trường hiện đại, nên Kim Mi-wa có hiểu biết sâu sắc về vấn đề song tu bất công và lạm dụng đối với phụ nữ. Vì vậy, khi cô trở về Bhutan sau khi tốt nghiệp khoa xã hội học ở Mumbai, trùng hợp với cải cách dân chủ của vua Dori, cô đã viết một bài tưởng niệm dài cho nhà vua, yêu cầu chấm dứt việc thực hành các pháp tu bí truyền của Mật Tông trái với đạo đức của xã hội. Sau khi bãi bỏ chế độ nông nô, sự tan rã của đất nước tôn giáo ở Bhutan, nhà vua chính thức tuyên bố pháp tu du già tối thượng là bất hợp pháp. Tuy nhiên, pháp tu này vẫn được thực hiện một cách bí mật cho đến ngày nay. Chúng ta biết rằng, theo lý của Đức Phật Thích Ca, phạm vào sắc dục là điều tối kỵ. Cho nên loại bí mật pháp song tu này rõ ràng là đi ngược lại với Phật Pháp. Vậy làm thế nào mà nó lại được tôn sùng đến vậy? Về bản chất, quan niệm về Phật giáo có sự khác biệt nhau tùy từng thời điểm và từng vùng miền. Phật giáo Tây Tạng là sự kết hợp ba nền văn hóa Phật giáo, Ấn Độ giáo và tôn giáo Bon của Tây Tạng. Kinh Đại Nhật và Kim Cang Đảnh cũng là hai bộ kinh quan trọng nhất giúp hình thành tư tưởng con đường riêng của Mật giáo. Theo Kinh Đại Nhật, thì công phu thiền định và trì tụng mật chú là bộ phận quan trọng trong pháp môn tu của Mật giáo, đặc biệt là thiền định của Mật giáo đã trở thành một con đường. Một pháp môn tu tập chính yếu của tông phái này, chỉ có trong thiền định mới chính mắt thấy được Phật. Thông qua năng lượng của Phật mới đạt đến quả vị cứu cánh Niết Bàn. Bộ Kinh Kim Cang Đảnh thuộc về hệ phái Du Già Hành, tư tưởng trọng tâm của phái này là thuyết tâm thức, nhưng trong đó mang đậm tư tưởng của Đại Lạc. Nội dung Kinh Đại Nhật chú trọng về pháp môn hành vi, bao hàm cả nghi thức quán đảnh và tư thế tham thiền, cho đến cả các nghi thức bản ấn trí chú và quán mandala. Tất cả đều muốn cho người đệ tử thể nhập được tự tánh đồng nhất với Đức Phật Như Lai. Còn Kinh Kim Cang Đảnh là một bộ du già hành mật điển, nói lên nghi thức sinh hoạt với hành vi đều thuộc trong thiền định. Nói cách khác, nó đã vượt ra ngoài sinh hoạt pháp bằng hình thức. Tuy lúc này vẫn là trong quá trình hiện quán một cách vi tế về mandala, nhưng hành giả đã thể nghiệm được một cấp bậc nào đó của nội tại. Pháp tu du già trong mật giáo thậm chí còn chịu ảnh hưởng của bộ môn Yoga Sutra. Nó nói rằng phương pháp du già có thể đạt đến tất cả mục đích của xuất thế gian. Cũng chính là nói, thông qua nội chứng của pháp tu du già liên đạt đến cảnh giới của Phật, tức là tức thân thành Phật. Vì chịu ảnh hưởng của nhiều hệ tư tưởng như vậy, nên các thực hành bí truyền của Phật giáo Mật Tông đã đi ngược với những giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy, sai lệch hoàn toàn với lời dạy của Phật Thích Ca. Gần đây, thậm chí có một video lan truyền trên mạng. Họ cho rằng Phật giáo Mật Tông chỉ là trò lừa bịp với những pháp tu giả tạo, ra vẻ phức tạp và siêu nhiên. Nhưng thực tế, người tu Mật Tông vẫn còn những ham muốn, dục vọng như người bình thường. Trước ống kính truyền thông, các nhà hành giả kim cương thừa rao giảng những điều tốt đẹp. Nhưng sau cánh cửa đóng kín, ai biết họ suy nghĩ và hành động như thế nào? Họ có thật sự làm theo những gì họ rao giảng hay không? Các thực hành bí truyền như yoga bổn tôn, trì tụng thần chú, làm việc với những năng lượng vi tế, đặc biệt là yoga du già tối thượng, đã vi phạm những điều cốt lõi của Phật giáo. Cũng có người phản biện lại rằng, những thực hành này dường như tập trung nhiều hơn vào việc đạt được những năng lực siêu nhân và kinh nghiệm thần bí hơn, là tuân theo những chỉ dẫn của Đức Phật về chánh niệm và hành vi đạo đức. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải công nhận rằng Phật giáo Mật Tông nổi lên từ tấm thảm phong phú của truyền thống Đại Thừa, tìm cách mang lại lợi ích cho chúng sinh và đạt đến giác ngộ viên mãn. Mặc dù các phương pháp dường như không có chính thống, những mục tiêu cuối cùng của Phật giáo Mật Tông vẫn giống như các truyền thống Phật giáo khác, làm giảm bớt đau khổ và đạt được sự giải thoát, Niết Bàn. Và điều quan trọng nhất là chính Đức Phật đã dạy đệ tử của mình, giảng dạy cho các thế hệ sau tùy theo khả năng và khuynh hướng của mỗi người. Như vậy, các thực hành và giáo lý của Phật giáo Mật Tông có thể được coi là những phương tiện thiện xảo, phù hợp với nhu cầu của một số cá nhân, mà phương pháp này hiệu quả nhất đối với họ. Vì vậy, nhìn bề ngoài Phật giáo Mật Tông có thể đi chệch hướng với Phật giáo Nguyên Thủy của Đức Phật. Nhưng khi ta tiếp cận truyền thống này với một tâm hồn cởi mở, nhận ra tiềm năng của nó là để dẫn dắt những hành giả hướng tới mục tiêu tối thượng là giác ngộ. Quan điểm của bạn thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, đừng quên ủng hộ mình bằng một like, một đăng ký nhé.